Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm Photoshop để xử lý, phục hồi những tấm ảnh. Khi mà chúng ta xử lý hình ảnh thì thấy những tấm ảnh bụi rất là nhiều và chúng ta thường hay lúng túng vào những cái công việc như vậy thì có thể làm cho chúng ta mất thời gian trong việc xử lý bụi. Và điều đó sẽ kéo dài thời gian của dự án của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm những phương pháp sau đây để thực hiện một cách nhanh chóng trong việc xử lý hình ảnh. Thì cũng như các bạn đã thấy ở trên tấm hình này, thì trường hợp này chúng ta sẽ xóa những cái vết trắng ở đây. Thì chúng ta sẽ không sử dụng được các sần. Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng được những công cụ hỗ trợ trong Photoshop. Thì bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng là công cụ hỗ trợ trong Photoshop. Và bài tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là tạo một cái action để xử lý bụi một cách nhanh chóng để áp dụng trong công việc của các bạn được thuận tiện. Thì theo phân tích của cái bài này thì các bạn sẽ không sử dụng được cái phần action này. Và thứ hai, bài này đây, chúng ta cũng sử dụng được các action mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Và cái bài này thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách nào? Và cái bài này chúng ta sẽ xử lý bằng cách nào? Thì mời các bạn hãy theo dõi bài của tôi và tôi sẽ làm từng bài cho các bạn xem và để có những cái cách nhìn nhận để xử lý như thế nào. Thì bài này tôi sẽ làm cách như thế này đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn công cụ là Brush Tool để khoanh vùng. Các bạn làm sao để cho có một cái vùng chọn để các bạn lấy mẫu cho nó đẹp rồi các bạn lắp lên như vậy thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ phóng to tấm hình này lên. Thì các bạn lưu ý một điều, làm hình thì các bạn hãy phóng to tấm ảnh lên để thấy được chi tiết đó. Thì đầu tiên tôi thấy được cái chi tiết của tấm hình ở đây và tôi khoanh tròn ở đây và tôi đích vào những cái vùng như thế này. Các bạn hãy làm theo tôi nhé. Và các bạn sẽ lấy vùng rộng ra như thế này đây. Đối với CS6 thì các bạn sẽ làm một cách đơn giản hơn. Đó là các bạn khoanh một vùng như thế này. Thì ở cái lớp background này các bạn để một lớp thôi nha. Ở trên bàn phím các bạn nhấn phím delete là lập tức nó sẽ lấy một cái lớp tương đồng với cái mẫu này. Nó sẽ lắp vào cái bụi này đây. Và trong cái lệnh này đó là cái lệnh fill. Ok. Là như vậy. Và các bạn sẽ làm tương tự delete. Đó. Và các bạn sẽ làm tương tự đấy. Đó như vậy. Hoặc các bạn sẽ vào edit, chọn lên là fill và ok. Thì nó sẽ lấy lại những cái vùng như vậy. Đây, edit fill. Và các bạn sẽ hút vào đây đi. Ok. Đó. Các bạn sẽ khử được cách nhanh chóng như vậy. Và edit nè. Fill. Và các bạn chọn vào đây. Nha. Và những cái trường hợp như thế này, các bạn sẽ sử dụng là ISO tool. Và các bạn sẽ kéo nó đi. Lưu ý một điều, các bạn kéo nó đi thì có một cái vùng như thế này. Thì các bạn sẽ sử dụng là công cụ Brush Tool. Sử dụng công cụ là Long Tem. Ở đây các bạn sử dụng là 10%. Phóng to đầu cọ này lên và chọn
ở cái đầu cọ đầu tiên, và các bạn chọn vào mục này, và các bạn sẽ chuyển về cái mode là nâu và các bạn xử lý. Và tiếp theo các bạn sẽ khoanh vùng chọn như thế này đây, chọn lại bắt tool, thì bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhanh như thế này. Bạn không quan tâm những cái vùng đó, chúng ta sẽ xử lý những cái vùng như thế này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ xử lý lại cho nó đẹp sau nha, không quan trọng. Và sau đó chúng ta sẽ đi bát ra đường này đi để giữ lại không cho nó phạm vào bên trong. Khoanh nó vùng như thế này đây. Ta nhấn Ctrl Enter để có một cái đường bát như thế này. Và ta vào trong Select, chọn Modify và ta chọn Fader. Ở đây tôi chọn là 1. Ok. Sau đó tôi sẽ sử dụng là lon tem để tôi xóa bỏ những cái vùng này đây, và ở đây tôi đặt là 51% đi, và tôi sẽ lấy từ từ như thế này. Và ở đây các bạn nhìn thấy nó còn dư những cái khoảng này đây. Các bạn sẽ thấy những cái vùng này bây giờ. Từ đây các bạn sẽ đi cái đường bát ở đây nha, chúng ta giữ lại cái sản phẩm này. Ok, và chúng ta chọn Ctrl Enter để có vùng chọn, sau đó vào Select, chọn Modify, chọn Fader là 1, và tôi chọn lại là lon tem và tôi để là 50 nha, 50, 51 gì đó, thì tôi sẽ xóa đây. Thì lưu ý các bạn có thể là các bạn sẽ sử dụng vùng chọn ngược đấy, thì nếu như cái trường hợp mà các bạn xóa nó lộn bên ngoài như thế này thì bạn undo lại và các bạn đảo ngược vùng chọn lại là Shift Ctrl Y, đảo ngược vùng chọn vào trong. Và ở đây tôi sẽ xóa nó như thế này, thì các bạn sẽ được cái nền như thế này đây. Ok, ở đây các bạn sẽ thu cái đầu cọ nhỏ xuống và các bạn sẽ xử lý như thế này, xử lý như thế này đây, ở đây.
Ok, như vậy là các bạn cơ bản đã xử lý được như vậy. Các bạn làm sao cho nó thật thật một tí. Đây. Ok, và như thế này thì các bạn đã thấy được cái hình chúng ta đã xóa được bụi một cách nhanh chóng như thế này đây. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn vào những cái phần này đây, chúng ta vẽ vào những phần này. Cho vùng chọn đây. Và đồng thời chúng ta sẽ vào trong lệnh là select, chọn modify, chọn header. Ở đây tôi cho là 10. Ok. Và sau đó tôi vào trong lệnh là layer, chọn new, chọn layer view copy. Nhân lên một lớp như thế này nha. Và tôi sẽ vào trong cái lệnh là filter, chọn là blur và tôi chọn Gaussian blur. Để làm gì? Để ta là đánh cho nó nhòe đi những cái vết bụi như thế này đây. Đó. Như thế này. Ok. Và chúng ta sẽ chọn vào trong cái lệnh là layer và chúng ta chọn vào cái lệnh là layer và header. Ta ép mặt nạ vào đây và chúng ta sẽ chọn vào cái lệnh Edge Tool và ta sẽ lấy lại những cái vùng nào mà nó xấu thì chúng ta sẽ lấy lại, những cái vùng nào đẹp thì chúng ta sẽ lấy lại. Ví dụ như ngoài này chúng ta sẽ lấy lại ở đây. Lưu ý là các bạn lấy lại là foreground và background. Foreground là màu đen và background là màu trắng. Chúng ta sẽ lấy lại. Nếu như chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta chọn cái foreground là màu đen trở thành màu trắng thì chúng ta sẽ lấy lại được. Phím tắt là dấu X để chuyển lên. Chúng ta xóa nó đi. Những cái vùng nào chúng ta không cần thiết. Thì ok. Nói chung là tấm hình này là chúng ta sẽ xử lý bụi như thế này. Thì nếu như các bạn muốn mệt hai cái tấm này lại thì các bạn sẽ sử dụng chọn vào cái lớp layer đầu tiên và cái lớp layer thứ hai, đồng thời giữ Ctrl vào cái lớp layer thứ hai và chúng ta lít chuột phải chọn là mệt layer thì chúng ta sẽ gom lại thành một lớp như thế này. Và tấm hình này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn các kỹ thuật là xóa bụi, xóa những vết bẩn ở trên cái nền này. Thì các bạn hãy so sánh lại cái bức ảnh đầu tiên. Thì để tôi lấy lại được được cái tấm ảnh đầu tiên thì đồng thời tôi sẽ làm như thế này đây. Cần cho na để tôi chọn cái vùng chọn như thế này và đồng thời cần cho C là tôi copy cái vùng chọn như thế này và tôi sẽ mở history lên và tôi sẽ đưa về có một góc nó ở đây và đồng thời tôi sẽ click vào trong cái rào đây và tôi cần trên V bát vào cái file tôi đã là thực hiện xong. Thế các bạn hãy xem đây, đây là một file, đây file này là file chưa xử lý và file này là file đã xử lý rồi. Đây như thế này đây thưa các bạn. Và nếu như các bạn cũng nhìn thấy ở đây có một cái vết như thế này đây thì các bạn dùng pen như thế này và các bạn lướt chuột phải chọn là marker selection, đây là chọn là một và đồng thời chúng ta sẽ chọn là công cụ long tem để đầu cọ lớn lên tí và chúng ta sẽ xóa nó đi, đơn giản vậy đó, như vậy thôi. Thì bài đầu tiên tôi đã hướng dẫn cho các bạn là như thế này và mời các bạn xem bài tiếp theo. Thì cái bài tiếp theo là bài này. Thì bài này tôi sẽ sử dụng là áp dụng vào một cái bộ luật trong filter để ta xử lý. Thì đầu tiên để xử lý được tấm hình như thế này thì các bạn vui lòng chọn vào Edge Tool và các bạn khoanh một vùng như thế này đây. Vào những cái vết dơ như thế này nha. Và đồng thời các bạn sẽ chọn laser, chọn new, chọn là layer view copy, chọn là một lớp như thế này nha. Và đồng thời
Các bạn sẽ vào trong lệnh là filter và các bạn chọn cái lệnh là noise và dirt. Thì công cụ này rất là hay, nó sẽ xóa đi những cái vết bẩn ở đây cách nhanh chóng. Đây đây, các bạn sẽ cho lớn lên, càng lớn càng tốt. Đây, và bạn sẽ kéo cái vùng này lại. Đây, thì nó sẽ xóa đi một cách nhanh chóng thưa các bạn. Ok, xóa không tì vết như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn ok, và các bạn nhìn thấy ở đây nó bị như thế này, thì chúng ta sẽ mẹt nó lại và chúng ta đích chuột phải chọn vào mẹt laser, sau đó chúng ta sẽ chọn vào long tem và chúng ta sẽ cho đầu cọ nhỏ xuống một chút như thế này. Đây, ok, đây, và chúng ta sẽ chọn lại là thành là bắt tool, chúng ta sẽ khoanh như thế này. Ok, và chúng ta sẽ so sánh với tấm ảnh đầu tiên. Thì tôi sẽ Ctrl A và Ctrl C, và đồng thời tôi sẽ vào history và tôi sẽ trở về cái mục góc nó ở đây, và tôi sẽ bắt vào đây để so sánh. Thưa các bạn, thì đây là một cái thủ thuật xử lý nhanh chóng. Và tiếp theo tôi sẽ xử lý cái tấm hình này là tôi xóa đi cái nhãn ở đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ sử dụng là công cụ là Brush Tool để xóa đi cái phần này. Đây, các bạn phóng to lên và các bạn vẽ ở đây vừa đúng với kích thước ở cái vùng mà chúng ta cần xóa. Thì đây, các bạn kéo đến một vùng đẹp nhất, các bạn lấy như thế này. Thì các bạn để ý ở đây nó sẽ thường xuyên chúng ta kéo đi thì ở vùng ngoài này nó thường bị lỗi, nhưng ở đây tôi thấy ở đây bị lỗi thì chúng ta sẽ sử dụng là công cụ long tem để lấy lại như thế này. Đây, thì ở đây, và như vậy cũng tương tự như những cái vết nhăn nhăn ở đây, và chúng ta xử lý thì chúng ta sử dụng là bách tool để chúng ta kéo như thế này. Đây, như thế này. Lưu ý nha, khi mà chúng ta xử lý những tấm vải và như thế này thì được, nhưng mà còn những tấm vải sọc cargo thì chúng ta sẽ không xử lý bằng cách này được đâu nhé. Vì chúng ta xử lý cách này là trên một tấm vải như thế này thôi, một màu đồng nhất, không có chi tiết nên thì chúng ta xử lý được. Thì đây là cách thứ hai, còn trên C, và đồng thời tôi trở về một góc và tôi pass vào đây và chúng ta hãy kiểm chứng lại. Ok, và tiếp theo nó là một bài mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và bài tiếp theo ở đây, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh kết hợp với tất cả các lệnh mà chúng ta xử lý. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhân lên một lớp như thế này, cần chân Z nhân lên một lớp, và tôi sẽ sử dụng là bộ lọc filter, vào filter và tôi chọn là lệnh là noise, và tôi sử dụng là dirt. Thì lúc nãy chúng ta đã sử dụng thông số là 65, thì ở đây tôi sẽ sử dụng ở đây là 15. Thì các bạn sẽ thấy như thế này. Và ở đây tôi sẽ sử dụng là 25. Thì chúng ta sẽ thấy như thế này đây nha. Thì các bạn để ý ở đây, những cái vùng như thế này là chúng ta cần xử lý. Vùng đen như thế này thì chúng ta cần xử lý. Và tiếp theo tôi sẽ sử dụng là cái bộ lọc trong cái lệnh Photoshop hỗ trợ, là tôi sẽ sử dụng là long tem, và các bạn lưu ý chọn vào cái mục là lighten. Thì các bạn lưu ý ở đây, ở cái vùng màu đen thì các bạn sẽ sử dụng lighten để đánh sáng nó lên, và chúng ta chọn đầu cỏ ở đây và đầu cỏ ở đây, và đồng thời chúng ta sẽ chọn opacity đây
tôi cho là 10 để nó ăn từ từ vào. Và chúng ta chọn một cái điểm đẹp nhất và chúng ta đánh lên đây. Đánh từ từ lên. Đây. Đánh từ từ lên. Như thế này. Và đồng thời tôi sẽ sử dụng là công cụ là bắt tool để tôi khoanh những cái vùng đen này lại và tôi di chuyển vào những cái vùng đẹp nhất để làm cho nó tự nhiên hơn. Như thế này. Đây, tôi sẽ đánh sáng lên những cái vùng màu đen đây. Thì thưa các bạn, thì một chút như thế này, chúng ta đã xử lý được những hạt bụi như thế này đây. Và chúng ta sẽ để ý những cái vùng chi tiết thì chúng ta sẽ lấy lại. Và chúng ta sử dụng là mask add vào đây. Và chúng ta sẽ xóa nó đi. Chọn là công cụ là Ace Tool và chúng ta để cục gom nhỏ xuống như thế này. Và chúng ta chọn ở đây là 50 thôi. Và chúng ta sẽ lấy lại những cái vùng như thế này đây. Vùng như thế này. Lấy lại những cái chi tiết. Vì lúc nãy chúng ta đã sử dụng là công bao lọc là đất. Nó làm mất đi chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ lấy lại như thế này. Ở đây. Và đồng ý cái sản phẩm như thế này. Thì chúng ta sẽ mẹt lớp lại bằng cách lít chuột phải chọn mẹt laser và tôi sẽ thực hiện là so sánh với lớp cũ Ctrl A Ctrl C và tôi sẽ trở về cái thư mục góc và tôi paste vào thì sẽ thấy như thế này. Thì các bạn đã thấy tấm hình này đã có một thay đổi rất lớn và những cái phần chi tiết mà nó bị như thế này đây thì các bạn vui lòng các bạn sẽ trở về non và chúng ta chọn lon tem để tem nó cho nó liền vào cái vết ở đây cho nó được tự nhiên hơn đó. Chúng ta so sánh lại thì chúng ta sẽ xử lý được như thế này và cũng trên tấm hình này đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là tạo một cái action như thế nào. Thì đầu tiên các bạn muốn tạo một cái action thì các bạn phải hiểu được cái action là gì. Action là một cái hành động được lặp đi lặp lại một thao tác giống nhau thì chúng ta sẽ sử dụng cái action để thực hiện một công việc cho nó nhanh và hiệu quả. Thì đầu tiên để tạo được một cái action thì các bạn chọn vào mục là Window, chọn vào mục là Action, phím tắt là F9, nó hiện ra cái bảng như thế này. Thì chúng ta chưa thấy một lệnh action nào trong đây cả và chúng ta sẽ tạo một cái folder ở đây để chứa một cái action ở trong đây. Chúng ta click vào đây và chúng ta new set, ở đây tôi chọn là action xóa bụi nha. Xóa bụi đi. Rồi, ok. Và đồng thời chúng ta sẽ tạo vào đây. Thì ở đây tôi để là action 1. Thì các bạn nhìn thấy cái nút màu đỏ này đây là cái nút để nó ghi lại những thao tác chúng ta làm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó là phóng to tấm ảnh này lên. Thì bằng cách action xóa bụi thì chúng ta đã làm cái lúc trước là chúng ta đã sử dụng cái lệnh là date thì bây giờ tôi sẽ làm lại cái lệnh date thì chúng ta sẽ sử dụng là laser tool và đồng thời tôi sẽ khoanh một vùng như thế này trước nha. Đồng thời tôi sẽ khoanh một vùng như thế này nha.
Thì ở cái vùng như thế này, tôi sẽ nhân lên một lớp. Thì các bạn nhân lên một lớp như thế này. Thì các bạn sẽ vào trong cái lệnh là filter và chọn vào lệnh là date. Thì thông số lúc nãy tôi đã đặt là ok rồi. 25, 15 để xóa đi những cái vết dơ như thế này đây. Nếu như các bạn đồng ý thì các bạn ok. Theo tôi thì tôi đã đồng ý ở cái mức này vì nó đã xóa sạch những cái vết dơ ở đây. Ok. Thì cái thao tác này các bạn sẽ sử dụng thêm một cái thao tác tiếp nữa là sử dụng là cái lệnh là blur. Chúng ta vào filter và chọn cái lệnh là Gaussian blur. Ở đây đánh nhẹ đi một chút. Ở đây tôi cho là một. Ok. Thì chúng ta sẽ có sự chọn lọc lại nữa. Thì chúng ta sẽ dừng lại các sành ở đây. Là ok. Chúng ta sẽ bấm ở đây là stop. Không có thực hiện nữa. Và đồng thời chúng ta sẽ xóa đi cái phần là select và phần là layer view copy này đi. Chúng ta sẽ xóa đi hai cái phần này bằng cách là chúng ta sẽ giữ giữ cái select đầu tiên và chọn vào cái mục là layer view copy ở đây. Trên bàn phím là ta giữ phím shift và ta kéo xuống cái thùng rác ở đây là thực hiện xong cái thao tác này. Và chúng ta sẽ xóa luôn cái background này đây để chúng ta làm lại cái thao tác đó nha. Thì ở đây tôi sẽ nhân lên một tấm hình như thế này luôn. Thì chúng ta sẽ click vào cái action này đây và chúng ta sẽ bấm play. Thì lập tức cái tấm hình nó sẽ xóa nhanh chóng, đúng không thưa các bạn? Thì để làm cái việc mà xóa như thế này mà có sự chọn lọc, có sự chỉnh sửa của chúng ta thì chúng ta sẽ làm cách như sau. Chúng ta bật hai cái nút này lên. Khi đó action này nó sẽ hỏi chúng ta là thông số. Và nếu như chúng ta không đồng ý thông số đó thì chúng ta tắt đi. Thì đây, tôi sẽ làm lại. Nhân lên một lớp như thế này. Và tôi sẽ bấm play để cho nó chạy. Và nó đã hỏi nếu như tôi thấy thông số này chưa được thì tôi sẽ nâng lên. Đây, tôi sẽ nâng lên. Ở đây, và tôi sẽ hạ xuống. Đó, là như vậy. Tôi sẽ nâng lên. Và tôi nâng lên cái mức lúc nào để cho nó hợp lý thì được. Thì tôi sẽ dừng. Và tôi thấy cái nút này, cái radio này nó hợp lý thì tôi ok. Như vậy thì nó sẽ chuyển xuống là Gaussian Blur ngay lập tức. Đây, thì nó đã đánh lên một chút xíu, gọi là nó làm blur đi những cái hạt này đây một chút xíu nha. Nếu như các bạn đồng ý thì ok, còn nếu như các bạn không đồng ý thì cancel. Tôi không đồng ý thì cancel nó đi. Thì ở đây cái action này là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái action để xử lý bụi cách nhanh chóng. Thì bây giờ tôi sẽ áp dụng vào cái bài đầu tiên. Thì bài hôm nay tôi đã phân tích cho các bạn xử lý những vết dơ ở trên tấm hình làm sao hợp lý thì chúng ta sẽ xử lý. Còn nếu như chúng ta áp dụng được bộ lọc thì chúng ta sẽ áp dụng vào bộ lọc. Còn nếu không thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách thủ công. Như vậy sẽ đạt được hiệu quả hơn. Thì bài hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy vui lòng chia sẻ cho nhiều người cùng xem và đăng ký kênh của em để ủng hộ kênh của em. Thân ái, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.